nghe nói anh này mày mất thì cũng như thi thể anh không được. Đúng rồi, mất thể thành ra nhìn không có ra. À, không nhìn không ra thi thể anh luôn. Nhìn không ra, bây giờ không biết người nào tại vì để một dạ tới 6 người, con nó có 6 người là. Thành ra nhìn không có ra, bây giờ kêu cha mẹ lên này để xét nghiệm máu. Trời ơi, tới 6 người nhìn không ra rồi. Ồ. Vậy mà đem về này cũng chưa chắc là đủ thi thể nữa. Nhưng mà đem về á, có thể sẽ lộ cái thi thể này, này kia nữa. Trời ơi. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tờ TV. Lần đầu tiên mình tới gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh gặp nhiều may mắn là mang phát tài phát đạt. Thì hiện tại mình tôi đã có mặt tại ấp Khiết Lập B, xã Lâm Tân, thành phố Sóc Trăng. Thì hôm nay mình tôi đã có mặt tại đây thì cũng như đã và chia sẻ lại cái sự việc của người thân gia đình, cũng có một người con cũng đã không may làm trong một công ty tại tỉnh Đồng Nai. Thì anh này đã bị nổ bình hơi, nói chung là đã thiệt mạng của chú chị. Thì hôm nay tôi xuống đây để chia sẻ sự việc này. Thì trước mặt màn hình của chú chị, đây là cái nhà của anh ở tại tỉnh Sóc Trăng. Thì nghe nói là vụ tai nạn lao động, nghe nói là có 6 người mất tích, cũng như là bị mất mạng của chú chị. Thì mình tôi cũng xin đọc tên những người xấu số xảy ra tại tỉnh Đồng Nai. Vụ nổ nghiêm trọng tại công ty gỗ của tỉnh Đồng Nai, có 6 người không qua khỏi của chú chị. Trong đó các nạn nhân tên là Lò Văn Lòn, quê Nà Bó, Mai Sơn, tỉnh Sơn La; Lương Quang Hùng, quê Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An; Trần Văn Nguyễn, quê Cẩm Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang; Trần Văn Cường, quê Vĩnh Bình, Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; một người tên Trung Quốc là Xin Long, người Trung Quốc của chúng chị; Sơn Ngọc Thí, quê tại tỉnh Sóc Trăng. Hiện tại mình tôi đang có mặt tại nhà của anh Ngọc Thí của chú chị. Thì một lát mình tôi sẽ tiến vào bên trong chia sẻ người thân gia đình, thì cũng như thấy người nhà cũng đã chuẩn bị gạp và có một cái quan tài để sẵn trước cửa. Thì người nhà thì cũng đang đợi lấy thi thể của anh về để chuẩn bị làm một đám tang của chú chị. Thì cũng có thân nhân gia đình cũng như mấy ông có mặt tới đây để chuẩn bị làm lễ tang cho anh. Thì mời của chú chị theo chân mình tôi vào trong để gặp người thân gia đình. Thì mình tôi nhìn thấy cũng có đem áo quan qua đây sẵn của chú chị. Thì anh này người Khmer, xài cái áo quan Khmer cho chú chị. Đó. Chào mấy chú ạ, mấy bác ạ. Thì đây mấy bác thì cũng đang đợi thi thể đem về để làm hỗ sự. Bác ơi cho con hỏi thi thể mà anh cũng đem chưa đem về tới nhà chứ không ạ? Một phần với bác ở đây là người Khmer nghe cô chú chị, là không gần tiếng Việt nhiều nha. Thì mình cũng chia sẻ cho cô chú chị biết đây là người dân tộc là đa số nhiều. Đây dân tộc nhiều hả chú? Dạ. Nhưng thì mấy bác với chú ở đây cũng không ngành tiếng Việt á. Chú nhờ chú chia sẻ giùm chú ha. Chưa đem về tới nhà hả chú? Hả? Chú cũng không ngành luôn ha. Tại vì chú nó đang xét nghiệm ADN rồi cũng đang chưa biết mấy giờ đem về nữa. Mấy cái tả mấy mấy người Việt Nam bản à
Vậy mình rước. À mấy bác nói không nổi tiếng Việt Nam. Ờ đang xét nghiệm máu hả bác? Như lúc ảnh bị nạn là lúc mấy giờ bác? Bữa đó không biết nữa, bữa làm 30 tháng 4 đó, nhằm ngày đó là nó ngay ngày lễ luôn hả? Ngày lễ luôn. Ờ, như ngày lễ làm ảnh không có nghỉ hả? Làm luôn hả? Không nghỉ, làm tăng ca vậy đó. À. Không cho nghỉ. Rồi thêm tôi sao nó nổ bệnh sao không hiểu. Dạ. Thì tăng ca bữa đó luôn rồi dạ. Bị nạn là bị nạn bữa dạ. Đó. Rồi ai báo về gia đình biết bác? Ừ. Mới người ta làm ở bển đó. Dạ. Ta biết người đó là chết nó mới người ta báo lại mới gia đình biết. Dạ. Giờ người ta chưa cho về đâu. Chừng nào xét nghiệm máu thì đúng như con gì đó mới cho dạ gì. Vậy như là anh này cũng bị tan rã hết á. Tan rã hết trơn rồi dòm hết thấy người. Nói chung là nhìn không ra luôn hả? Không nhìn không ra mặt không luôn. Ra luôn. Rồi mấy người đó thì nó bị đó người ta coi mặt biết á. Dạ. Ta đem đi hết trơn rồi. Ồ còn như anh thì này còn người đó. Ồ. Chưa thấy. Chứ còn mình anh thấy là nhìn không ra. Ừ nhìn không ra. Dạ. Thì là người nhà của không đâu, tôi là làm phụ dạ. Xóm. Ủa vậy đang làm thủ tục để đặng xin năm về hả bác? Ừ. Rồi người nhà của mình có ai lên chở không? Lên chở hết chơi rồi hôn đi nữa. À đi hôm giờ chưa về nữa. Đi hôm giờ. Dạ. Thì mình cũng chuẩn bị áo quan này kia sẵn nữa hả bác? Ừ. Áo quan mình mua hay là có ai tài trợ cho mình không? Cái này thì mua. Mua không hả? À? Ừ, tại bên kia không có hòm. Thì ở đây hòm sẵn bây giờ chuẩn bị bển thì nói chừng nào ra thì nó chung phòng á. Dạ. Nó đem ra không có hoặc là có hòm thì người ta để cho. Dạ. Không có thì người ta gọi người ta đem lại hòm để hòm này. À cũng như là trên kia thì người ta liệm sẵn người ta đem để vô hòm. Ừ. Luôn. Ừ. Hay là dạ, không cuốn đem về. Ừ người ta cuốn về thì mình có hòm ở trong nhà có. Ừ. Bây giờ cũng chưa biết như thế nào chưa phải không? Chưa biết đâu, chừng nào ra đó anh ta liệm gì rồi hết trơn xong xuôi gì đó. Dạ, cũng như là mình chuẩn bị một cái hòm trước để trong nhà sẵn. Trong nhà dù sẵn. Có trường hợp gì thì mình lấy hòm nhà mình để vô. Nếu mà có bên kia ta liệm sẵn có quan tài sẵn thì mình đem con này đem trả lại. Trả đem chùa. Trả chùa. Dạ, cái quan tài này bao nhiêu tiền quá? Cái này cũng nhiều á. Cũng nhiều hả? Dạ, con thấy hoa giang cũng đẹp. Con nghe nói mấy giờ trở về không chú? Không biết nữa. Chưa làm việc bởi. Anh Ngọc Thiết này là anh thứ mấy trong gia đình hả? Dạ. Anh mất rồi là ở nhà thứ mấy? Nhỏ đó là... Ủa chị gái hả? Út trai. Không, tên Ngọc Thiết là trai hay gái? Thấy tên giống người nam hả vậy? Ừ. Dạ. Là con trai. Thật ra tên thấy giống người gái vậy, thấy tên Ngọc Thiết. Ừ. Mà người chết đó thì trai. Dạ. Thì anh có gia đình chưa bác? Nó có vợ rồi đó. Dạ, có một đứa con hả? Đứa con. Bao nhiêu tuổi bác? Đấy là khoảng 6 tuổi rồi. Ồ, thì... học lớp 2 là... Dạ, vậy con... 7 tuổi rồi. Okay. Vậy là hai vợ chồng với con là làm việc trên đồng này hết luôn. Dạ, cứ như vợ cũng chưa về hả bác? Chưa. Dạ. Nước luộc luôn của chú vậy ở đây thuộc với vùng sâu vùng xa của ấp Thạnh Trị. Này là ấp gì bác? Hả? Ấp này là ấp gì? Thì Kiết Lập A. Lập A. Ừ, thuộc xã Nam Tân. Dạ. Huyện Thạnh Trị. Huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng. À, như là khu vực này là người Khmer nhiều không bác? Dạ, Khmer không à. Đa số người Khmer. Dạ. À, tại vì thấy Minh Tơ vô đây, Minh Tơ cũng là người dân tộc. Thì Minh Tơ cũng biết tiếng Khmer thì Minh Tơ muốn phỏng vấn mấy bác này nè, đặng đưa lên cộng đồng thì được cho cô chú biết thêm á, khi mấy bác ở đây nói chuyện tiếng Việt không gành đó, mình tao phải dịch lại, khi có bác này là gành nhất, bác này gành tiếng Việt nhất nè. Còn mấy bác ở đây là không chịu nói, tại vì nói chuyện không được, tại vì thì bác nó có xui người Việt mới tôi không có xui người Việt không, dạ. Không có gì gành. Thôi giờ
không biết mấy giờ về tới chưa, nhà chưa biết, chưa biết. Dạ chừng nào lại thì bên kia bên bển người ta báo lại cho biết. Nói chung thì vụ nổ này rất là lớn luôn ha bác. Nghe nói tới anh này ảnh nói chung là không toàn quyền á. Thi thể của anh là không toàn diện luôn nghe nói. Dạ, hết luôn ha bác. Ôi ôi. Bây giờ phải đi gom từng cục đem về ha. Đừng nóng ga gì. Nó văng tung té luôn á. Văng cái này chút ghen chút vậy đó. Sắp chăng hột leo kiếm không có rồi, hột leo nhìn có cái giò thôi à. Cái giò á, nhìn giò, nhìn cái giò á, giò có giúp có giò của con. Trời ơi con giờ vợ đó lúc này ở loại rồi nó ngủ qua à. Bây giờ giò với áo á rồi, coi như anh này là biết chưa, biết thi thể anh chưa, nhìn ra chưa? Thì chúng nó ở chợ nên nói vậy đó, mình nhìn cái áo đó. Nhìn cái áo thôi tại vì nó áo với giò cột của cháu đó. Dạ. Ôi, tôi theo tôi lên. Còn sao mà nó nổ quá trời ha bác ha. Tôi dòm mà sao cho trong cái gì điện thoại đó. Dạ. Dòm được giọt qua đây ông này đi kêu dòm rồi giọt qua đó. Ồ. Ở đây. Rồi cái gì mình lập lắm khoảng mấy ngày ha bác ha. Chắc 2 ngày đó. 2 ngày hả? 2 ngày 2 đêm. Dạ. Thì bây giờ tối nay tối nay đi vô đám nè. Gọi thì nó vô đám. Nếu như vậy mốt nó thiêu. Ở đây mình thiêu ở đâu ha bác ha? Thiêu ở chùa. Chùa ở đây chùa gần hả? Chùa. Đúng rồi. Tội của tôi chị. Đây ba mẹ của anh Thí này lớn tuổi chưa ha bác ha? Cũng còn trẻ hả? 60 à? Dạ. Ừ. Năm mấy 60 à? Dạ, chắc bắt trai bắt gái đi bên... Đi hết trơn rồi, đi hôn. Ừ, dạ. Đi. Nghe tin con bây giờ mất mà không có... được, thân thể không được toàn diện đó. Cũng là đứt ruột của chú gì. Những người khác thì bệnh hoạn mất thì kia không nói. Còn như anh này thì bị tai nạn như là... nói chung là thân thể của anh nói chung là không được... được đầy đủ, nói chung là nó văng tung té luôn. Thì đó trên báo đài thì cũng đã đăng của chú chị. Trong đài á, trong mà lệnh YouTube đó. Dạ. Lên nó mà còn bắt lên mà họ chở người ta nói cái hồi sau giờ chiều gì đó. Sau giờ chiều là bị nổ đó. Dạ, mà không biết là cái xưởng đó để làm gì mình không biết ha. Không biết. Tại sao có những cái bình hơi đó? Ừ, bởi vậy. Ai mới biết được cái vụ đó. Mà thường thường con nghe nó nổ khí ga cái gì con có nghe mà, còn như nổ hơi này mà nghe bình khí này cái gì con mà tâm hay tốt gì đó nên ấy mà ở xung quanh đó vung vung mà tất động gì. Dạ. Vung vung hết nhà cửa người ta. Dạ, nghe nói bà con khu vực đó là bị chuyển động hết nhà luôn, rung nhà hết luôn. Nó bây giờ thì ở nhà chuẩn bị sẵn cái áo quan sẵn của chú chị và chỉ đợi thông tin anh đem xác anh này về thôi. Bây giờ chưa biết mấy giờ đó. Chắc 2-3 giờ chiều đó mà không có ở nhà. Dạ, cũng xa quá từ, xa quá từ Sóc Trăng qua tới Đồng Nai rất là xa của chú chị. Thì không biết giờ nào mới được tới đây. Dạ. Ba gì tạ tội đấy. À, đang ơi bác ba thì cũng có gặp chuẩn bị xong xuôi của chú chị, chú vợ đợi đem thi thể anh này về thôi. Rồi con cảm ơn bác nha. Thôi à, rất là tội lỗi của chú chị thì bây giờ cũng chưa đem thi thể anh này về nữa, nhưng mà người nhà cũng là cất gặp thì xong xuôi hết rồi. Cũng rồi có bà con qua đây để phụ á, thì cũng, nhà bếp này kia thì cũng đang chuẩn bị để phục vụ cho bà con để qua đây để dự cái lễ tang của anh Ngọc Thí. Xong chụp đẹp xua miệng nè, xong chụp đẹp xua. Xin chào quý vị, dạ con thì con bên YouTube. Ở đây thì cũng đang chuẩn bị đồ ăn cho bà con đến dự lễ rồi mà thi thể cũng chưa đem về nữa.
Dạ. Biết mấy giờ về tới đây không con? Không biết đó. Nghe bây giờ đang còn đang làm chưa? À, đang làm thủ tục hả con? Dạ. Mới kêu cha mẹ vô xét nghiệm máu vậy. Ồ, vậy là ba mẹ của Ngọc Thúy cũng lên Sài Gòn luôn, lên Đồng Nai luôn. Đi tới hiện. Ở đây hồi tối nè, nó gọi cha mẹ lên làm xét nghiệm máu về cái nó chính xác vậy. Dạ, bây giờ cứ cha mẹ lên đảng làm xét nghiệm máu với người chết á. Dạ dạ. Nghe nói anh này mày mất thì cũng như thi thể anh không được. Đúng rồi, mất thể thành ra nhìn không có ra. À, con nhìn không ra thi thể anh luôn. Bây giờ không biết người nào tại vì để một dạ tới 6 người con, nó tới 6 người nè. Thành ra nhìn không có ra, bây giờ kêu cha mẹ lên này để xét nghiệm máu. Trời ơi, tới 6 người nhìn không ra đâu này. Nhìn không ra. Không nào không. Người thì mặt hết coi không ra gì. Ồ. Vậy mà đem về này cũng chưa chắc là đủ thi thể nữa. Nếu mà đem về á, có thể sẽ lộ cái thi thể này người kia nữa. Trời ơi. Nổ bánh chành hết rồi. Rồi, chỉ lựa được một phân nửa thôi con. Khủng khiếp thiệt chứ. Dạ, chỗ này cột kiên cột kia. Trời ơi trời, tội quá. Dạ, trời ơi. Anh Ngọc Thí này là bao nhiêu tuổi cô biết không? Ba mấy rồi, 33. 33 hả? Là anh mấy anh chị em lại? 33. Anh là mấy anh chị em? Ba anh em ba người đó. Dạ, anh là thứ mấy gia đình? Ở Úc à. Úc hả? Ở Úc. Anh đi làm cái công ty này lâu chưa con? Cũng đi lâu rồi nhưng mà công ty nó mới vô làm năm hả? Dạ. Mấy năm trước rồi đi làm chỗ mà con nghe nói là ngày lễ 30/4/5 thì các công ty đều nghỉ việc hết, tại sao anh này còn làm mình không hiểu nghe. Nghỉ nhưng mà công ty nó không nghỉ. Trời ơi. Nó bắt làm thì thành ra cho một xui. Ngày hồi như cái 2-3 gì đó rồi thấy ham vậy đó, nó không nghỉ rồi vô làm thêm đó. Rồi, xui quá trời rồi, luôn. Tới số vậy. Mà chết mà không toàn thay người ta nói. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Thấy một làm một ngày như 2-3 gì đó. Dạ, tham tiền mà ở dưới quê mà thấy được cái số tiền đó. Ngày làm 3 ngày làm mà ai cũng ham. Thì vậy, vợ con thì ảnh cũng làm ở trên Sài Gòn đó con. Vợ thì cũng làm ở đó. Chị Hương bà Tết Sinh á, chị bé là Tết Sinh. Thấy tội quá. Bả này ba người con, hai thằng có vợ ra riêng hết rồi, còn nó Út nó ở trong nhà đây. Dạ. Mà ảnh không ở nhà thì ảnh cũng đi làm thôi. Đi làm, hai vợ chồng đi làm để nó được đứa con. Dạ. Cho bà nội giữ đó. Ờ, vậy con thì để không ở bên nội. Cho bà nội giữ, hai vợ chồng đi làm. Trời ơi. Thấy tội quá cô chú chị. Dạ. Dù người ta mất thì ta còn lành lặn thân thể của người ta, còn như anh Ngọc Thí này mất rồi không còn cái gì hết. Dạ. Thì đem về chưa có đầy đủ nữa, chưa thân thể của anh chưa gom lại một không biết đúng của anh hay không, nó sợ của người khác nó gom lộn người này qua lộn người kia đó. Ôi ơi. Con nghe báo về cô giật mình luôn con. Giật mình chứ. Giật mình luôn à. Rung hết luôn. Tại vì nó bất ngờ quá. Dạ. Yeah. Không có ngờ nó vậy. Dạ. Yeah. Nghe không, người dạy có không có thể tin luôn hả con ha? Không. Tại vì vợ nó đi tử kiếm ông hồ. Thì 7 giờ rưỡi vô làm. Nổ đó là 8 giờ mấy. Nổ. Buổi sáng hả con ha? Buổi sáng. Dạ. Yeah. 7 giờ rưỡi vô làm. 8 giờ mấy lắm rồi. Dạ. Rồi mấy cô làm mấy con cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Dạ, rồi thì mình ta cũng được người dân bà con địa phương thì cũng qua đây để phụ lễ tang cho gia đình anh Một Thí.
bây giờ bên ta cũng xin tạm dừng video, thì bên ta sẽ cập nhật tiếp tục gửi cho cô chú chị xem đem thi thể của em một quan để đem về, thì chúng ta sẽ ghi hình và chia sẻ cho cô chú chị biết thêm và hẹn cô chú chị xem tiếp video sau của chúng ta.